Nằm tại vị trí đắc địa của khu vực trục chính mặt đường quốc lộ 12B, đối diện là trường trung học phổ thông Quyết Thắng, bên cạnh khu dân cư kinh doanh sầm uất. Vị trí dự án xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, với quy mô dự án 2,8 ha, với tổng số lô đất 115 lô, diện tích từ 90 đến 180 m2, mặt tiền 6 m, đường nội bộ 19 m, hình thức sở hữu sổ đỏ lâu dài. Cùng trục đường dự án hiện hữu siêu thị Tuấn Khánh, là siêu thị đồng bộ và sầm uất nhất khu vực. Trường mầm non Tư Thục Tuấn Khánh là trường đầu tiên được mở trên địa bàn, nằm đối diện dự án. Bên cạnh dự án là chợ ốc, khu chợ phiên và các đặc sản của Tây Bắc. Nội khu của dự án cũng được chủ đầu tư thiết kế và làm theo chuẩn khu đô thị, như công viên vườn hoa cùng các khu vui chơi giải trí. Bên cạnh những tiện ích hiện hữu còn kèm, theo các nhà xưởng xí nghiệp cách dự án khoảng 3 km nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế của huyện. Khu dân cư phố mới Thượng Cốc được xây dựng với tâm huyết, mang đến cho cư dân những tiện ích đẳng cấp, thiết kế thông minh và hiện đại, giúp tối ưu hóa không gian, mang đến cho bạn không gian sống thoải mái và tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng khó tính nhất. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ hotline BS Glen 0911 870 088 để biết thêm thông tin về dự án.